Sáng ngày 10 tháng 11, tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức khai mạc giải bóng bàn cờ tướng huyện Định Hóa năm 2022. Dự khai mạc có đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Liên đoàn bóng bàn tỉnh Thái Nguyên. Về phía huyện có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các ban ngành đoàn thể của huyện. Giải bóng bàn cờ tướng huyện Định Hóa năm 2022 được tổ chức trong thời gian 3 ngày, từ mùng 10 đến ngày 12 tháng 11. Giải có sự tham gia của 19 đơn vị với trên 100 vận động viên. Môn bóng bàn thi đấu ở 5 nội dung: đồng đội nam, đôi nam nữ, đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam 41 đến 50 tuổi và đôi nam từ 51 tuổi trở lên. Môn cờ tướng thi đấu ở 2 nội dung: đơn nam và đồng đội nam. Giải bóng bàn cờ tướng huyện Định Hóa năm 2022 là giải đấu trong hệ thống các giải thể thao quần chúng nên đã thu hút số lượng các đoàn và vận động viên về tham gia đông với nhiều lứa tuổi khác nhau. Qua đó cho thấy sức hút của cờ tướng bóng bàn trong thể thao quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần, trí tuệ và thể chất cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện. Thông qua giải cũng là dịp để huyện tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia các giải thi đấu do tỉnh tổ chức trong thời gian tới.